Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy từ 19 tháng 2 đến 19 tháng 4. Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo lần 2 luật cư trú, sửa đổi. Theo Bộ Công an, luật cư trú năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú năm 2013, tạo ra cơ sở dữ liệu tàng thư hồ sơ hộ khẩu đồ sộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về cư trú. Các quy định của luật cư trú về điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú đã cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đăng ký còn thủ công, rườm rà, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhất là sau khi chính phủ ban hành nghị quyết về bãi bỏ việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng số định danh cá nhân. Để cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì việc thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký cư trú cũng cần điều chỉnh cho phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế việc quản lý qua số định danh cá nhân. Bộ cũng đề xuất bỏ toàn bộ hoặc một phần thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như tách khẩu, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cấp lại sổ hộ khẩu hay tạm trú. Hé lộ nguyên nhân vụ nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại liên quan tới vụ nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh rể sát hại. Theo một nguồn tin của phóng viên, đối tượng Bình đã có những lời khai ban đầu. Theo đó, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt gia đình, ngoài ra ngày hôm đó Bình có uống rượu say. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng có nồng độ cồn. Về việc Bình có sử dụng ma túy trước khi gây án hay không vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng, nguồn tin cho hay. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 18 tháng 2, Dương Quang Bình sinh năm 1977, trú số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm có hành vi gây rối. Tự đốt xe máy sau đó phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người trong đó có 3 cháu nhỏ. Trong lúc hỗn loạn, Bình dùng dao sát hại em rể là nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1978, trú số 14 ngõ 609 Bạch Đằng, phó đoàn trưởng đoàn ca kịch nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam. Theo cơ quan chức năng địa phương, đối tượng Bình có 2 tiền sự, trộm cắp tài sản năm 2007 và cai nghiện bắt buộc năm 2004. Năm 2019, Bình đi cai nghiện tự nguyện từ 26 tháng 1 đến 26/5. Cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đơn vị đã khởi tố vụ án giết người, thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Quang Bình về tội giết người. Được biết, Bình có tiền sử tâm thần chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Cựu công an đánh đập vợ cũ vì những hình ảnh trên Facebook chiều 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân TX. Kỳ Anh Hà Tĩnh đã tổ chức phiên tòa xét xử Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1985, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, Thắng và chị Nguyễn Thị Quỳnh, trú TX, Kỳ Anh cưới nhau và có 2 con chung. Do mâu thuẫn, cả hai sau đó ly hôn. Tháng 9 năm 2019, khi thấy hình ảnh nhạy cảm của chị cùng 2 con đăng trên mạng xã hội Facebook thì Thắng bức xúc. Thắng sau đó tìm gặp chị để nói chuyện tìm cách gỡ hình ảnh, bài viết trên Facebook tránh ảnh hưởng đến con nhưng không được. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2019, Thắng đến quán cà phê Quỳnh Hương phường Song Trí, nay là phường Hưng Trí, TX, Kỳ Anh thì bắt gặp chị. Lúc này Thắng đã chửi bới và tát vào mặt chị, rồi dùng tay nắm tóc kéo lên xe ô tô để đi về nhà nói chuyện nhưng chị chàng co không chịu lên xe. Phát hiện sự việc, nhiều người đến can ngăn thì Thắng rời đi. Thắng sau đó đến bệnh viện đa khoa TX. Kỳ Anh thì thấy chị ngồi chờ ở phòng khám nên lấy chiếc ô đánh. Khi chị
bỏ chạy. Hắn đuổi theo tát và cầm tóc kéo lên xe ô tô của mình, nhưng chị không chịu. Hắn sau đó lấy một chiếc kéo trong túi quần ra dọa đâm vào đùi chị. Một lúc sau, lực lượng công an đến thì Thắng lên xe bỏ đi. Vụ việc đã khiến chị phải nhập viện điều trị. Giám định sức khỏe cho thấy chị bị tổn hại 12% sức khỏe. Ngày 18 tháng 10, Nguyễn Chiến Thắng đến công an TX Kỳ Anh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Thắng từng là cán bộ công an huyện Kỳ Anh nhưng đã ra khỏi ngành từ năm 2016. Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam, đồng thời buộc bị cáo Thắng phải bồi thường 29 triệu đồng cho người vợ cũ. Tú bà mang bầu bán dâm ở tiệm hớt tóc ngày 21 tháng 2, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hiền, 27 tuổi, người địa phương về tội môi giới mại dâm. Một người khác cũng bị khởi tố về hành vi này là Nguyễn Thị Mỹ Chung, 38 tuổi, quê Quảng Nam, được cho tại ngoại vì đang mang thai. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Chung và một nhân viên đang bán dâm cho khách. Tối 17 tháng 2, công an quận đột kích hai động mại dâm ở khu vực Chóc Phỏng, cầu vượt Hòa Cầm do Chung và Hiền làm chủ. Còn hai nữ nhân viên ở cùng địa điểm với Nguyễn Thị Hiền, trước đó đã phục vụ ba khách, thu về 450.000 đồng trên người. Cơ quan chức năng cho biết Nguyễn Thị Mỹ Chung đang mang bầu nhưng cũng bán dâm hai lần, thu 299.000 đồng do có một khách trả thiếu 1.000 đồng. Một nhân viên khác ở quán này cũng bán dâm một lần được 150.000 đồng. Theo khai nhận, tháng 9 năm 2019, Hiền đến khu vực Chóc Phỏng thuê hai ngôi nhà để mở hai tiệm hớt tóc. Sau đó, Tú bà 27 tuổi rủ Nguyễn Thị Mỹ Chung cùng tổ chức bán dâm. Do động mại dâm ở gần nhà, nên Hiền giao Chung đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ hớt tóc. Cô gái 38 tuổi đứng ra quản lý nhân viên và thu tiền bán dâm, với giá 150.000 đồng trên lần. Sau mỗi lần phục vụ, nhân viên được hưởng 100.000 đồng. Let's Love Us, Why?